Xin chào tất cả các bạn, mình là Mạng. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô là lùm đầu lại về ba lưu luôn. Shit, kiếm cầm thêm miếng đồ hồ. Đi chở chắc. Mà cảm giác như là ngáo đá. Vô. Cảm thấy khéo. Trời. Chết đáng sẹo. Để mình để coi cái địa chỉ cái là độ hôm qua để coi ở đâu 272 tám trên 98140 thì phải lên trên. Shit, quên đem theo cái bức giống rip luôn. Gờ fuck. Ê, 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 không có làm gì hết nha. Nha. Chính ta bây giờ lên trên kia. Hơi. 140 đi qua bên kia. Sao qua được mới là vấn đề. Chết đâu rồi? Không đâu. Ở trên kia nhưng phải tự sát lần nữa. Lấy những gì cũng mất đam nữa hả? Trên kia à bên đây 140 bên kia đó. Rồi giờ làm sao leo lên chỗ này đúng rồi. Thank you.
vậy, cầm theo cái bức giống người gờ quên giấu đường về nữa chứ. Rip để mình cắt khúc này mình sẽ quay lại quyết tự với D2HL một lần nữa. Chết nãy chết rồi. Coi nhớ là cái video là mình đi hướng nào, hướng này đi được trước. Là đi qua bên kia thấy cấu á. Lần này có cải tiến hết. Đi cầm theo cái bích. Yeah, tôi thông minh. Tìm lại cái rương 2.0 phiên bản 1 nè, 1.0 fail và lưu lưu luôn. Ơi gớm quá. Tại vì em anh ơi. Tại vì em anh ơi. Rồi, rồi luôn. Cái bít này nghe đồn cũng không có xài được lâu. Ấy hi hi gớm vậy à? Cái gì do là ở bên kia thấy cái lâu đài thấy là đường quen rồi. Đâu ta, 272 vẫn còn biết gà nái à. Đó. Chưa đi spawn hơn rồi. Nói chung là trên kia. Sai lầm. Đầu tôi đâu? Hai... Đấy nha. À, 272 272 98 đầu không? À ơi, 1 1 7 âm 1 7 2
ơi, giống người hàng gì hai vậy ha. Mình bây giờ cứ nhìn tới một vậy ha, là dừng rip. Làm sao cho số nó dương ta? Hướng bên kia trời ơi. Đi là nó chắc gần hơn không? GG, hai skeleton. Sao dám ló đầu? Có thể cách chạy. You. Rồi xong. Rip. Giờ chỉ có chạy. Hướng bên kia. Mắc tóc luôn. Thôi đừng cục đúng không, cái xương đó coi như là tạch 100% tạch luôn. Tan giả môi. Shit. Dương 272 luôn. Ngoài luôn này. Ơi, hồi rip. Cậu rồi. Rip. Mắt trâu luôn, ít nhất cũng có cục xương. Không biết sao chứ nhảy thứ đó là xác định á. Ủa. Quên mẹ cái bật tổ hướng nào luôn rồi. Hay là từ xa chưa lần nữa. Shit.
Hallelujah. Tự sát nữa. Thảm quá. Hết đồ ăn. Rip. À, còn miếng raw. Trời ơi, khổ nha, mắc khổ luôn. Làm cái bích xịn. Ok. Quyết tưởng. Thêm mấy cái đuốc đánh dấu nữa. Nhớ đường về đúng rồi. Sô đông. Lấy gì đánh dấu? Đất. Đất ở Overworld là khó. Lợn nhất. À, đúng rồi, cách giải quyết đơn giản xem lại video trước. Mình chờ xíu nhưng mình quay lại. Chúng ta trở lại rồi, còn video trước mình biết mình đi đâu nào. Shit, rớt tới đó luôn. Nhớ rồi. Ai bất kịch đằng kia đó, cái lâu đài. Anh lâu đài anh kia kìa. Mày đi hướng bên này qua. Sao nhiều play ơi kịch. Cái đồ, cái rương của mình đâu? Chỗ này bắt đầu kiếm đi vô này. 2 7 2 22 hương đó. 140 hương bên đây. Bị trẻ bên kia. Ơi. Giống rip lắm. Ồ. Hướng này. Rồi đi thẳng qua đây sẽ tới đường 232. Đó, đi thẳng hướng đó. Còn độ cao thì chúng tôi tính toán sao. Nghe đồ này nằm ở trên.
cũng phê. Sao á, quay lại đi lên chết nữa rách. Rách thiệt. Nó fail. Không có gì để fail nữa. Rách. Đào ngay là bà con. Nãy giờ mình đào được gì là vô ngay cái lava nữa thì đó chưa. Ơi ơi không bắn được không giết được thì có phản đao được không đó. Easy play mail rồi. Ôi. Chỗ nãy đâu rồi? Chỗ này nhìn quen nha. Cái hố nhìn quen lắm nha. Leo lên bên kia. Gớm mày. Để hết hồn. Đứng hù với mấy anh. Hai bên hai sắp tới. Trời ơi. Yeah. Cuối cùng cũng tới. Đó, tao pa 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 pa. Bỏ này lại. Lấy hai cái này. Quan trọng, quan trọng. Quan trọng nè, quan trọng, quan trọng. Này quan trọng như chương chơi bôn 322 bôn 7 rồi về rồi đồ ăn không rip à đây thêm một thằng đuôi pam 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 phiên bản Atagio nghe bữa lắm. Rồi về hướng nào rip
nào. Delay. Delay. Không phải. Ai ơi. Hướng nào ta? Cái gì nè? Delay. Giống retard quá vậy. Mình chờ xíu để mình ra coi video coi nẻ điền vô bằng hướng nào. Giống bị tạc quá. Hình như nhớ mang má là ở đâu rồi đó. Ok. Vậy leo xuống đây. Đúng rồi. Xuống đây cái gì có setup to stream tiếc là không có nè đường về đó đường đục thẳng luôn đó, lúc này đục lên đó gặp lava chết rip yeah two pro for you rồi chỗ này đã nhớ thôi I'm alive chết là như năm mà 4 hay 5 gì vậy. Shit. Cảm thấy giống Rita. Two bro for you. Hướng này đúng không? Rồi. Giống bừa à. Thế đây cũng quên. Ấy. Đúng không? Thế là quá kìa nè. Nghe trên kia. Đúng rồi, giống ở trên kia. Bên kia xuống bằng đường gì? Hướng nào nữa? Đây. Đây. Đưa mơ. Nó giấu. Đó. Yeah. Auto về tới ơi thất kịch phất du trời ơi đó vừa kịp trời tối yeah đem vào kho sưu tập 10 dia cái flint steel thịt vẫn còn nguyên ăn đi đó lý do mình không thích làm nhà ổn định thôi sau chúng ta đến đây là tạm kết thúc chào các bạn hẹn gặp lại ngày mai like và subscribe nếu các bạn thấy hay nhớ follow trên Twitter để theo dõi mình nữa nha. Thì ra Twitter là cá nhân. Facebook mình không dùng nhiều nên các bạn có gì lên Twitter sẽ update thường xuyên. Sa tết nói nhảm của mình. Tất nhiên là KC FPT
smoke weed every day. Nói chung là dislike nếu bạn không thích, like và subscribe nếu bạn thấy hay và muốn ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn, mình là Bèo.